Hả? Cuối cùng lũ tài tình bên phe ánh sáng cũng đã tới đầy đủ rồi. Nào, chúng ta sẵn sàng liều mạng khô máu với bọn chúng. Bình tĩnh nào tài tình Laserman. Chúng ta không phải phí công để đánh bại chúng đâu. Nào, tài tình nhiều đầu và tài tình G-Man, mau gọi vũ khí đặc biệt của chúng ta ra đi. Chúng tôi biết rồi. Mau tới đây nào, robot khổng lồ. Được rồi, tất cả tài tình phê hắc ám, chúng ta nhanh chóng vào trong cơ thể của robot này đi. Khốn kiếp, luôn tài tình phê hắc ám bỏ chạy rồi kìa. Mẹ kiếp, bọn chúng chui vào trong cái thứ máy móc to lớn này. Mau phá hủy nó, bắt và tiêu diệt bằng được lũ khốn kiếp đó, trả thù cho các tài tình phê ánh sáng của chúng ta. Lũ ngu dốt kìa, bọn ta không hề bỏ chạy mà bọn ta chui vào thứ vũ khí này để hủy diệt các ngươi. Đến lúc rồi, bọn ta sẽ chấm dứt lũ tài tình phe ánh sáng các ngươi. Thế giới này sẽ mãi mãi thuộc về phe hắc ám bọn ta. Chết tiệt, lũ khốn kiếp này, các ngươi kiếm ra cái thứ máy móc robot khổng lồ này ở đâu thế này? Là không hay rồi, không hay rồi. Súng đạn của chúng ta vô tác dụng mới đó. Bây giờ các ngươi mới nhận ra đã quá muộn rồi. Nào, ta sẽ tiễn các ngươi xuống địa ngục chung với các đồng đội của các cây. Chết kìa, nó đau quá, đau quá. Upray Spinkerman, Upray TVBan, hai người hãy chạy đi, tôi xin liều mạng giữ nó lại. Không được, nếu mà bỏ chạy thì cả ba chúng ta đều chạy. Nên nào, thoát khỏi nơi đây thôi, giữ tính mạng của chúng ta trước đã. Chứ ai? Hả, cái gì thế kia, các ngươi làm đồ rụt đầu à? Thoát rồi, mẹ Kim, lũ chết tiệt đó. Kim, Kim đâu ra cái thứ máy móc khổng lồ thế? Tôi mệt quá, tôi bị thương rồi, nghỉ ngơi một chút đi. Không lẽ bọn chúng được một thế lực bí ẩn nào đó giúp đỡ hay sao? Không đúng, tôi nghĩ rằng thế giới này chỉ có loài tay tành chúng ta thôi, không có bất cứ sinh vật nào khác đâu. À, đúng rồi, những bộ phận trên cơ thể chúng ta khi chúng ta nâng cấp đều là những mảnh kim loại từ ngoài không gian rơi vào. Có khi nào những con robot đó cũng vậy không? Được rồi, Upray TV Woman, Upray TV Man, chúng ta đừng ở đây đón già đón non nữa. Nhanh chóng lên đường tìm hiểu nguyên nhân thứ robot mà lũ bên phe hắc ám đó đã có được từ đâu. Đi thôi nào. Chết tiệt, nhanh kia. Gì nữa đây? Không hay rồi, là lũ tài tình bóp bóp men zombie. Mẹ kiếp, sao bọn chúng lại xuất hiện đúng lúc chúng ta bị thương thế này? Nào, liều mạng giết chết bọn chúng đi. Cẩn thận, đừng để bọn chúng cắn. Nếu không, các cậu sẽ biến thành zombie hết đó. Tôi bị bọn chúng cắn rồi, lũ khốn kiếp này, ta sẽ cho các con chết hết. Cũng đây Speed Command, một mình cậu hãy chạy trước đi. Tôi và TV Vũ Mạnh sẽ ở đây ngăn cản bọn chúng. Mau đi. Hai cậu hãy cẩn thận. Tôi sẽ nhanh chóng tìm hiểu nguyên nhân con robot bên phe hắc ám có từ đâu. Không kịp. Hướng nào đây? Hả? Gì thế kia? Là lũ tài tình Devil Man thuộc phe hắc ám. Bọn chúng đang sửa chữa thứ gì vậy? Đâu, con cháu của ta, hãy nhanh tay nhanh chân lên, phải đào bằng được cơ thể của con robot thứ hai này đem về cho ta. Ồ, chủ nhân, con robot thứ nhất chúng ta đã đào được, ngày đêm đi đâu rồi? Con robot thứ nhất ta đã giao nộp cho cái lũ tài tình phe hắc ám. Con thứ hai này ta sẽ giữ cho riêng mình để phòng ngừa một ngày lũ khốn kiếp nó không cần thiết ta, thì ta sẽ sử dụng nó để tạo phản, giết chết hết lũ tài tình phe hắc ám. Và một mình ta sẽ sở hữu thế giới này. Thì ra những thứ robot này là có nguồn gốc như vậy. Khổ kiếp, còn robot thứ hai này sẽ không thuộc về các ngươi đâu, mà sẽ thuộc về Upray Smith Command ta đây. Dài Hay lắm, có cơ hội đánh bại được lũ tài tình hắc ám rồi. Bây giờ phải làm sao đây? Bây
không cần phải chạy đi đâu cả. Nhanh kìa, nhanh kìa. Ta sẽ tiễn các ngươi đi một đoạn để các ngươi không còn phải sống chật đất. Có thứ gì tới đây mày? Là một con robot siêu to khổng lồ. Nó đang đến gần mà giảm nát chúng ta kìa. Chạy đi, chạy đi. Lũ TV Man, các ngươi có chạy cũng không thoát được đâu. Hãy chịu chết hết đi. Trên đời này không còn ai bảo vệ và cứu các ngươi được nữa đâu. Sao quá, chết hết đi, lũ rác rưởi. Mau, tôi là tiền của ông Dan Smith các bạn, cầu cứu. Nhanh lên nào cái con, cố gắng, sửa chữa thật nhanh. Ta đang cần thứ này hoạt động gấp, nếu có thứ này, thì chúng ta mới có thể ngăn cản được robot của lũ tay tình phê hắc ám. Cứu chúng tôi với. Smith cơ mê, ngày ấy đã quay trở về rồi hay sao? Cảm ơn, cứu chúng tôi. Kẻ nào là ông Sim thế này? Là một TV Man à? Các người đang gặp chuyện gì vậy? Có một con robot khổng lồ đã tới lãnh địa của loài chúng tôi, dập nát hết bà con cô bác, anh em dòng họ của tôi. Rất nhiều TV Man đã bị chết dưới tay của nó. Làm ơn, hãy giải cứu chúng tôi với. Cái gì chứ? Lũ khốn kiếp tai tành hắc ám điều khiển con robot chết tiệt đó tới quậy phá lãnh địa của loài TV Man hay sao? Mẹ kiếp. Nhưng bây giờ ta chưa thể làm được gì bọn chúng cả. Hãy đợi một chút. Nếu ngày không nhanh lên, loài của chúng tôi sẽ bị giết sạch đó. Làm ơn, đi. Chưa được. Nếu bây giờ ta đi, không khác gì trứng chọi với đá. Hãy đợi một chút. Con cháu của ta sắp hoàn thành được nó rồi. Xong rồi. Thưa chúa ta, chúng tôi đã xong rồi. Hay lắm. Được rồi, TV Man, nhanh chóng đi tới lãnh địa của ngươi thôi nào. Yeah. Bọn ta sẽ báo thù cho những đồng loại TV Man của bọn ta. Nhìn bọn chúng không khác gì như con kiến đen chi đâu. Được rồi, thích báo thù đúng không? Ta sẽ chấm các ngươi thành cho bụi luôn. Mau dừng tay lại, lũ tai tành phe hắc ám. Ta chết tiệt nào, dám kêu bọn ta thế kia. Cái thứ gì đây? Không thể nào, một con robot khổng lồ thứ hai xuất hiện à? Chết đi, lũ xấu xa. Đúng vậy, ta chính là Úc Ray Smith Command đang điều khiển nó đây. Ta đã cướp nó từ tay của tên tai tình Devil Man thuộc phe hắc ám các ngươi đó. Cái gì chứ? Không thể nào. Người dám ăn cắp những cái xác robot từ dưới đáy lòng đất mà phe bọn ta đã khai quật được hay sao? Bọn trả cho bọn ta. Cái gì là của bọn ngươi chứ? Nó nằm dưới đáy lòng đất thì chắc chắn thứ này do một thế lực nào đó sống từ thời cổ đại đã sinh ra. Nó không thuộc về bọn ta, cũng không thuộc về bọn ngươi. Vậy mà các ngươi lại sử dụng nó để tiêu diệt bọn ta. Các ngươi thật độc ác. Hôm nay các ngươi sẽ nhận lấy những hậu quả mà các ngươi đã gây ra. Hãy đợi đây. Khốn kiếp, để cho bọn chúng chạy thoát rồi. Mình phải đuổi theo, nghiền nát bọn chúng thành 100 mảnh.